đòi có hóa đơn đỏ mới đền bù tai biến chạy thận. Gia đình yêu cầu bồi thường mỗi nạn nhân không quá 100 tháng lương cơ bản và 100 triệu đồng tiền mai táng. Bệnh viện yêu cầu đưa hóa đơn mua quan tài, chi phí tang lễ. Hôm 13 tháng 11, con trai bà Nguyễn Thị Minh, một trong 8 người đã tử vong trong vụ tai biến chạy thận hồi cuối tháng 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết cả 8 gia đình nạn nhân đến nay chưa nhận được bất kỳ khoản đền bù nào từ phía bệnh viện, do bệnh viện yêu cầu có hóa đơn đỏ với nhiều loại chi phí tổ chức tang lễ. Bệnh viện yêu cầu có hóa đơn đỏ với tiền mua quan tài, các chi phí tang lễ, nhưng khi tổ chức tang lễ, chúng tôi phải nhờ anh em có đi được khắp nơi để hỏi xem chỗ nào có hóa đơn đâu, mới mua đồ đâu. Chúng tôi cũng muốn nhịn để chờ bệnh viện đền bù, nhưng họ bảo cứ ra tòa, con trai bà Minh cho biết. Theo anh này, từ khi xảy ra vụ tai biến làm 8 nạn nhân tử vong, các gia đình đã có 6 cuộc làm việc với bệnh viện, nhưng cho đến nay bệnh viện chưa đền bù về tài chính. Các gia đình nạn nhân được đề nghị đền bù mức bằng nhau là không quá 100 tháng lương cơ bản và phí mai táng, tổ chức lễ tang không quá 100 triệu đồng cho mỗi nạn nhân. Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Y tế Hòa Bình cho biết, qua họp với bệnh viện cho biết đã được các luật sư tư vấn đền bù các mức khác nhau, mức cao nhất là 242 triệu đồng, thấp nhất là trên 100 triệu đồng. Nhưng gia đình các nạn nhân đã yêu cầu mức tương đương nhau là khoảng 250 triệu đồng. Vấn đề quan trọng là bệnh viện không có nhiều tiền để đền bù. Tiền đền bù không thể lấy từ ngân sách và chỉ có thể lấy từ quỹ phúc lợi, nhưng quỹ cũng không có bằng ấy tiền, đại diện Sở Y tế Hòa Bình cho biết. Sáng nay 13 tháng 11, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các gia đình nạn nhân cũng đưa vụ đòi hóa đơn đỏ lên mạng xã hội, và việc này cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.